GLMM.bet. Hệ thống chẵn lẻ Momo hoàn toàn tự động xanh chín. Top thắng tuần và to. Thắng hay thua là do cách chơi của bạn. Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục lên cho mấy anh em con game là ngữ kiếm tiền nha. Đây, con game ngữ kiếm tiền nha anh em. Thì con này sẽ chính thức open server 19 nha anh em. Đó, server 19 vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2022 nha anh em. Đó, 11 giờ ngày hôm nay luôn nha anh em. Chính thức open server 19 nha. Thì con này sẽ tặng cho mấy anh em cái bộ cô đi tân thủ. Thì mấy anh em nhập hết cái bộ cô đi tân thủ thì mấy anh em sẽ nhận được là VIP 12 nha. Và 50 triệu kim nguyên bảo nha anh em. Đó, rất ngon luôn nha anh em. Đặc biệt cái phiên bản này là mấy anh em có thể trên quái gơi kim bảo nè. Đó, kim bảo nạp cho anh em là kim bảo không phá đó. Đó, rất ok luôn nha. Đánh boss nè, gơi diêm xí 3 sao luôn. Đó, rất ngon nha anh em. Thì tiếp tục tặng cho mấy anh em là một set đồ ỷ thiên kiếm nha. Tặng ngay thời trang nè, tọa kỵ nè. Đó, đang tọa kỵ nhân 9999 ha. Đó, đang vũ vực ha, đang phi phong rồi ha. Tất cả nhân 999 nha anh em. Và đặc biệt tặng cho anh em thêm những cái phần ngoại trang nha. Đó, những phần ngoại trang rất là đẹp luôn nha. Thì ngoài ra mấy anh em có thể làm cái nhiệm vụ lái xe nha. Đó, làm nhiệm vụ lái xe thì ở đây anh em làm đúng những cái nội dung ở đây nha, làm đầy đủ các bước ha, thì mấy anh em gửi về bay thì mấy anh em sẽ được một cái code VIP nha. Đó, thì cái code VIP gồm có phần quà là 3 triệu kim nguyên bảo nha anh em. Đó, ngạo thế bách trạch nữa ha, áp dụng tất cả server luôn nha anh em. Thì anh em cũng có thể chơi những cái sự kiện như là đua top ha, đua top rồi các kiểu ha. Thì có những cái mốc nạp 100k là được, anh em được tặng một cái quyển quá nữa ha. Đó, rất nhiều sự kiện cho anh em luôn nha. Thì đây là hotline nha anh em. Đó, thì con này đặc biệt hơn những cái con kia là sự kiện nạp thẻ nha anh em. Đó, anh em nạp bằng ATM Momo tặng thêm 260% ở thẻ nạp luôn, rất là nhiều luôn. Những phiên bản khác thì có thể tặng 80 hoặc 100%. Đó, đặc biệt cái phiên bản này là tặng 260% luôn nha anh em. Đó, rất ok nha. Rồi anh em nhớ nha, server 19 nha. Server 19 sẽ chính thức open vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2022 nha anh em. Thì anh em có thể lên fanpage mấy anh em tải game nha, hoặc là anh em có thể vào phần mô tả của video của mình để tải nha anh em. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả luôn nha anh em. Thì đây là phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Mấy anh em có thể nhập code tại đây nha anh em. Đây, mấy anh em vào đây ha. Đó, thì ở đây mấy anh em chọn server giúp mình nha. Đó, server 19 sẽ chính thức open vào lúc 11 giờ ngày hôm nay nha anh em. Thì mấy anh em sẽ nhập cái phần code của mấy anh em vào nha. Rồi, mình qua game nha anh em. Rồi, đây là giao diện game nha anh em. Đó, game đã được chìa khóa hoàn toàn nha anh em. Đó, server chạy rất là mượt mà luôn. Rồi, phần giới thiệu con game mới, server mới của mình đến đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi, mình xin chào tạm biệt nha. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em nhớ vào phần mô tả lấy link giúp mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Mình 想再次上。